Mình chào các bạn. Tiếp tục nữa là một chiếc Honda Super Cup đã được câu bình nổ máy, chuẩn bị rời cửa hàng Hoa Duyên. Và lần này xe đi cũng rất là xa, đến tận thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Đây là chiếc Honda Super Cup do chính Honda Việt Nam mình nhập khẩu từ Honda Thái Lan về nha. Địa chỉ cửa hàng Hoa Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Về giá bán của nó cũng như là chi phí về vấn đề ship, giấy tờ, hồ sơ thủ tục, mình mời các bạn liên hệ ngay với nhân viên để tư vấn cho nó chi tiết hơn. Đây là phiên bản màu đen yên đỏ cho chính Honda Việt Nam mình nhập về. Honda Việt Nam nhập về á, thì bóng đèn xi nhan này nó chỉ có một bóng thôi, nhưng bù lại chúng ta sẽ có đến là hai cái remote ở đây. Rồi, nhập từ Honda Thái Lan về luôn nha các bạn, cho nên mọi thứ nó vẫn là made in Thái Lan nha. Đây, tờ này á, là bên mình dán vô ha, dán vô đó. Sau khi mình làm biển số rồi, các bạn có thể là lột bỏ ra được vỏ IRC và không có ruột luôn. Đĩa đây, động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 của Honda Thái Lan nha. Phần bô nó sẽ đi rất là dài như thế này. Động cơ này mình thấy nó sơn đen luôn. Bốn móc đầu bò là có bốn miếng lông đền đồng luôn. Mời các bạn xem. Đây, phần động cơ. Và mình đến luôn với thông tin của khách hàng. Mình sẽ mở yên nha. Đề máy. Khi mà chìa khóa chúng ta ở gần và chưa có kích hoạt đồng hồ thì yên mới mở được nha các bạn. Đó, như xe hơi ha. Đây, bạn Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Minh Phúc ở tại thành phố Đà Nẵng. Xe này tiếp tục là do bạn Huỳnh Bạch Mai chốt nha. Rồi, sẵn rồi mình coi dưới này luôn đi các bạn. Đây là ở dưới ha, mình tạm thời để nó ở đây nha. Rồi, mở đồng hồ. Đề máy ở trên này nè các bạn. Honda Việt Nam nhập về thì những thông số này là chữ Việt hết ha, chữ Việt luôn. Quỳnh quên cái tem này. Sorry các bạn, cái tem này là Honda Việt Nam nhập về, cho nên nó là cái miếng này là của Honda Việt Nam mình dán vô nha, chứ không phải cửa hàng mình dán. Đó đó ha, các bạn nhớ nha, Honda Việt Nam nhập về thì sẽ có tờ giấy này. Rồi, còn mà nhập tư nhân mà nhập Thái hay nhập Nhật hay châu Âu gì đó là nó không có tờ này, thì cửa hàng Hoa Duyên mới dán vô thêm. Rồi ok nha. Đây ha, tại vì đó, hôm đầu mình quay mấy dòng cúp Nhật nhiều quá, cúp Nhật với cúp Thái rất là nhiều, cho nên là mình quên cái vấn đề đó, sorry các bạn ha. Vào số cho các bạn xem nè. 1 2 3 4 3 2 1 Coi nè, rất là lớn ha. Khoa có khoa ha. Rồi, mời các bạn xem lại ngoại hình một lần nữa. Ngày nào bên mình cũng có cúp bán đi nha các bạn. Thậm chí một ngày có tới 2 xe là chuyện bình thường. Các bạn đang nhìn thấy đây là cái chân chống bên ha, các bạn nhìn đủ thấy là Honda chăm chút cho dòng xe này như thế nào. Nó dày đó, nó dày chân bên nè ha, rất là dày.
mọi thứ đều rất là dày, ngay cả phần gác chân thôi cũng làm rất là dày. Đây là vỏ sao nha, IRC 80-90 vành 17 inch màu sơn nè. Honda Việt Nam mình nhập về thì tiêu chuẩn là sẽ có hai cái yên sẵn như thế này ha, đèn xi nhan. Đây, Oppo sơn màu luôn ha, thắng đùm sao. Hiện tại thì bên mình có rất là nhiều những dòng cúp từ bản Việt Nam nhập về cho đến là bản nội địa Thái Lan, rồi bản Nhật. Như chiếc này là bản Nhật có ABS, rồi bản châu Âu nữa. Ở đó mình mới vừa bán đi một chiếc châu Âu, hình như là đi đến Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa các bạn. Rồi ở trong này nè, những phiên bản cúp của Việt Nam các bạn biết không, là màu đỏ họ đã bỏ mẫu rồi. Cho nên á, nếu các bạn thích màu đỏ thì mình lên luôn cái phiên bản Nhật này đi các bạn ha. Đỏ Nhật luôn nha. Bao nhiêu đây xe? Một nhà cúp nha các bạn. Đây, và những phiên bản màu xanh mới ở chỗ này. Mình xin nhấn mạnh, thay vì á, mình cố tìm một chiếc cúp màu đỏ của Việt Nam đã bỏ mẫu và đang bị đổi giá, mình nhích lên mình qua luôn chiếc cúp Nhật màu đỏ này là hợp lý hơn. Nè, cúp châu Âu thì nó ở trong khuôn sắt nha các bạn, như thế này. Bên này á, là cúp 110 Nhật. Bên mình á, bán dòng cúp này rất là mạnh, đặc biệt là các bạn ở Hà Nội rồi Hồ Chí Minh cực kỳ nhiều luôn các bạn. Màu trắng nè, trắng kem rồi trắng sữa ha. Cúp 110 thôi nhưng mà vẫn có ABS. Và đồ đạc làm thì các bạn yên tâm đi, rất là dày, cực kỳ dày. Và nhìn nè, không sơn luôn ha, không sơn. Bình, cái nắp này nè, nó rất là nặng. Và cúp Nhật thì nó không có yên sao. Những cái yên này mình mua rồi, chỉ có 1 triệu thôi. Hàng này là hàng bên Nhật luôn nha, yên này nè các bạn, một hãng đồ chơi bên Nhật làm luôn, bên mình nhập về. Đây là màu xanh dương. Và một lần nữa quay trở lại với chiếc xe này thì mình thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn bạn. Bạn Nguyễn Minh Phúc ở tại Đà Nẵng vẫn tin tưởng và ủng hộ thêm mình. Các bạn yêu mến nó thì cứ liên hệ ngay với nhân viên qua 4 số di động ở trên màn hình nha. Cả 4 số này đều có Zalo hết. Mình cứ nhắn tin thẳng qua Zalo đi. Các số này không chặn người lạ. Cho nên là các bạn cứ việc lên Zalo mình phải không? Gõ số di động vô, tìm cái là ra liền, rồi nhắn tin thẳng qua luôn, không cần kết bạn luôn ha các bạn. Ship toàn quốc luôn, như bạn này ở đây, ở Đà Nẵng nè, vẫn ship được, Hà Nội vẫn ship được. Nếu mình nhận xe được trên tuyến quốc lộ 1A thì chi phí rất là rẻ, chỉ từ vài trăm ngàn thôi. Còn loanh quanh khu vực từ Hồ Chí Minh về Cà Mau là sẽ miễn phí nha, ở trên tuyến quốc lộ 1A nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha, chào các bạn.